Mở đầu video mình thân chào ông bà cô chú anh chị em. Dạ thưa cha, dạ thưa má. Rồi bữa nay hai vợ chồng mình mời cha với má xuống đây để đi ăn sáng của cái quán hủ tiếu ở gần đây luôn nè. Quán đó cha thường đi ăn luôn hả cha? Dạ, cái chị đó chị cũng nói hai vợ chồng con có dịp xuống dưới ăn ủng hộ mà hôm nay hoài chưa đi. Rồi bây giờ mình với cha má vợ với Tiến đi ăn hủ tiếu ngay chỗ quán Kỳ Lộc. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Bữa nay nhà mình không có nấu ăn, dẫn ba má rồi đi ăn sáng mà chứ không có nấu ăn ở nhà, ăn buổi trưa thôi. Rồi giờ đi ba chạy trước rồi, giờ chạy theo ba. Bây giờ là mình chuẩn bị lên dốc cầu ông Lễ á, thì từ dốc cầu ông Lễ này tới cái quán của chị Lộc á khoảng gần 3 cây số. Đây chị Lộc chủ quán. Ngày xưa mình cũng cũng có chở gạch ra ngoài này, khu ngoài này nữa. Giờ vô đây lạ thiệt luôn á. Ngày xưa là giống như ở phía trước này có cái mương. Biết bà này không?
người quen nữa. Vô trong đây là gặp người quen không à. Là chị đó là dâu của bác hai bé. Là vợ của ai? Vợ Phi Hùng á. À vợ. Vợ Phi Hùng hả? Phi Hùng hả? Vậy hả? Nhưng mà giờ còn hủ tiếu không? À, tưởng hết. Em Thí Hường, em của Hoàng, em của Tèo á. Dạ em kế. Vô ngồi đi tiếng, ngồi đi con. Mang hủ tiếu chị. Vậy hả? Chị bán cái gì? Dưa mắm mà chị làm nhà luôn hả? Hay là? Ồ, vậy hả? Để em chút đi. Dưa mắm là chị bán ở đâu? Ủa vậy hả? À, lấy cho em nửa ký vậy chị. Nhà của bác hai bên đây là có cái sông hả má? Bây giờ gạch vô đây mình chở gạch vô. Đúng rồi. Chở ở đây rồi mới bưng lên cho ông bảy ở đây. À, mà giờ lắp hết trơn luôn rồi, không còn cái gạch nữa. Gạch đây đi đây. Bưng gạch lên giao cho ông bảy. À, giờ ở đây hả lắp đồ lại hết và trồng cây hết trơn luôn rồi nè. Tiếu bún riêu bánh canh má ăn gì má? Còn bún riêu đi. Biết nó bún riêu con gà. Ba ăn gì ba? Hủ tiếu à. Hủ tiếu, bún riêu, bánh canh. Quán sáng 79 hủ tiếu bánh canh, nuôi cháu lòng 15k. Cái này là hủ tiếu hả? Dạ hủ tiếu. À này hủ tiếu. Nó là bánh canh. Ba hủ tiếu của ba. Hủ tiếu của ba đó, ba ăn đi. À bà ở đâu, bà ở đâu? Dạ, để kêu. Dạ. Để kêu bà hai. Đâu dưa mắm thôi chị. Dạ, cứ ăn thử không? Thử miếng đi. Mấy đũa. Thôi được rồi chị ơi. Nhìn thấy ngon được rồi. Dưa mắm. Giòn lắm. Dưa mắm làm bằng dưa leo. Dạ. Nhiêu một bọc vậy chị, là nửa ký hả? À, nửa ký, lấy người ta 25 thôi, lấy xin 20 thôi. Dạ, con lấy 20 thôi nữa. Sớm của mình mà. Dạ. Rồi em gửi tiền luôn. Nè chị. Rồi Quý Hùng giờ làm gì? Dạ rồi ai kêu gì làm nấy, rồi bữa nay nghỉ ấy nha. Có mừng hồ không? Dạ lúc trước có làm. Anh Nhân cũng mới tới sao. Dạ lấy chục thôi. Dạ. Dạ em chào chị Lộc. Rồi chị... chào. Dạ. À, hôm nay bán đỡ ha chị. Dạ cũng được. Dạ. Dạ em chào chị Lộc. Rồi dạ. Thảo Thảo, thường thường quán của mình bắt đầu mấy giờ bán hả Thảo? Dạ 4:30 5 giờ em có bán rồi. Vậy ha, bán dạ. dài tới khoảng mấy giờ là 8 giờ. Nghỉ. Vậy 8 ha. Dạ 8 giờ hết. Ừ đắt quá. Dạ. Yeah. Nhưng mà chủ nhật bữa nay á giống như là ta không có mua sớm, nó lại gai không có ngồi đâu. Tại chủ nhật ta mua về nhà đó. Vậy ha. Dạ. À. Còn ngày thường thì tan đi nhiều. À. Hình như nghe nói có bà hai qua bên kia kìa, bà hai. Ờ vậy ha. Có bà hai lấy vợ của anh Phi Hùng nói nha. Vậy ha. Giờ mình nghe nói như bà hai có đi ra đi chơi hay gì á. Giờ mình qua rủ bà hai ăn sáng. Dạ thưa bà hai. Hai đứa rồi trời. Đâu có, đi qua ăn sáng ở bên đây nè, ba con dẫn ba má con kìa, bà hai qua ăn sáng với con luôn. Đi, qua luôn bà hai.
ba má con đến hai dẫn thì không ăn sáng nhà. Để nay ba con hay xuống đây lắm, nói để xuống chị Lộc ăn sáng. Để từ từ qua lỗ xe, té nhanh. Ừ. Rồi. Ngồi ghế mà. Ê, bà hai, ngồi ghế bà hai. Bà hai ăn gì bà hai? Con ngao. Dạ. Ngon luôn. Mẹ nấu nước ngon. Vậy hả má? Con gạo. Con má ăn gạo bà không chạy. Cha cha ăn cho đủ tiền luôn hả cha? Dạ túi với ăn cái lỗ luôn. Con không ăn hả? Dạ ăn chứ chút xíu nữa con phải ăn. Hủ tiếu ở đây, hủ tiếu với gì cha? Với uống kiêu hả? Uống kiêu, dạ. Canh. Rồi. Canh nuôi. Ăn gì nó làm luôn. Dạ. Bạn bè, bạn bè ăn mà không biết lấy cây rượu ra, có ra bà ơi, bạn uống miếng. Ông ngoại mày cũng vậy chứ gì, lấy ra bạn không có. Dạ. Hai đứa gái không à? Dạ. Hồi đó mà chị còn đậu ghe em cũng lớn hơn mày chút chứ gì. Ừ đúng rồi. Dạ. Bây giờ mấy chục năm rồi đó ha. Giờ tóc bạc hết. Em có thể cũng không chính rồi. Vậy hả? Dạ. Đó có mười mấy cũng sáng. Thấy lạ. 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 Đó em á thì hay coi ghe nhỏ xíu rồi nè, coi ghe đậu này nữa. Mấy đứa sao sao này là không nhớ. Mấy nhỏ xíu à, coi ghe giờ ở đây cho mấy người đi vô trong một ở đây luôn hả? Trang nãy phải qua chơi. Trang, chắc Trang nhớ bà đây nè. Bên trọng thì vô chơi thôi hả? Mấy đứa nhỏ học đồng.
là đậu cái đây nè. Quang. Chị hai, Quang. Mỗi lần chị hai mà đậu á là chị con ghé đây nè, chật ghe suốt luôn. Ừ. Rồi ghe của mấy gì đồ lại ghé bằng nước này cửa chị cũng coi ghé đây. Con lần biết sao bỏ ghe gì chậu quanh chân. Đẹp trai dữ ha. Cha đâu đẹp trai mà nó đẹp dữ rồi nè. Dạ. Đẹp trai á. Con hơn cha là nhà có phúc. Con đứa một hai đứa. Hai đứa. Hai đứa hai. Vô nấu nha. Đúng rồi, mẹ mua. Ông Năm là hủ tiếu thôi. Ông vô lỏng giá mẹ ăn hủ tiếu. Dạ. Kể như là cha là mối ở đây hả? Dạ. Thường thường cha đi ăn sáng á, hỏi cha nói xuống đây ăn sáng nè. Uống cà phê ăn sáng. Cà phê lại đâu. Mối mối chí cốt chí cốt. Gặp bạn già. Mấy chủ phụ ở đây hồi đó xuống đây. Ở đây mình bây giờ cũng bạn già với nhau vậy đó. Bạn già nhau. Thấy chú nằm đi 5 giờ khỏe quá trời. Dạ, nước cho lắm khổ. Đó, giờ lớn tuổi khỏe. Bởi vì sau này mấy đứa sau này nó sung sướng. Mấy ông Năm này đó, hai mẹ con đẻ bốn thằng đứa con gái đó Năm. Ủa chị là mấy đứa con? Hai đứa à? Con nhỏ nó cũng được, con bay thì hiền. Dạ, con tập trung con Thảo này là đứa lớn rồi còn đứa nữa. Rồi con trai bánh. Là còn quán cái bên hả? Hả? Vậy sao? Thằng Trung hồi nhỏ nhỏ đó. À, nhớ rồi em nhớ rồi, nhớ rồi em trẻ. Chung ngày xưa nhỏ xíu bây giờ bự chảng à. Đứa nào bự chảng nó chứ mấy chục năm rồi. Dạ. Mấy chục năm chứ bộ. Thôi mấy chục năm rồi. Mấy chục năm. Gì mà ở gần này giờ em ra rồi chị em không biết. Đúng rồi, chị đâu biết cưng đâu. Dạ, không biết. Không có như bữa hôm chị gặp đầu tiên cũng không biết. Không biết. Nhìn gặp mặt trong Hoàng thì biết. Ông Hoàng nó uống ly cà phê rồi. Dạ. Đá gà này tên gì đẹp vậy anh? Gà bướm. Vậy ha. 3,2 kg. Ừ, quá đã quá đẹp luôn. Rồi bây giờ cha mình đi qua uống cà phê. Đây là cũng quán của gia đình chị Lộc luôn. Vậy ha. Còn quán cà phê của em trai. Ừ, đúng rồi, giới thiệu vậy. À. Hay á. Mai mốt mấy cây còn còn cũng tính làm cái quán bình bản cũng giống giống vậy nè, cho nó cao gáo nó tốt cũng vậy. Để bán bán tốt. Vậy ha. Dạ. Còn đây hai chị em đó mình ăn mình uống đó. Đủ hết ha. Đủ hết trơn luôn. Mình ăn mình uống. Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống. Ai muốn ăn sáng uống cà phê thì ra ngay chỗ này, điểm này. Ăn sáng xong uống cà phê. Tiện lợi luôn ha. Dạ. Mà ông Năm ăn rồi mới uống nha ông Năm. Để uống rồi cái mình ăn đâu có nổi. Uống nắng rồi tôi mới chạy nè. À, ăn rồi đây rồi. Cà phê này uống là xứng đáng. Cà phê này á, phải uống ngon. Cũng như là đúng đạt chuẩn quán cà phê được không? Đúng. Bên trà nóng này nè, cũng đậm đặc. Dạ. Con à để nhỏ nhỏ mà mấy cái chị bên ngoài đó ăn á. Đó. Về chỗ chị. Chú Bảy ở gần đây không chú Bảy? Vậy ha, dạ. Dạ. Chú Bảy uống nước gì kêu luôn chú Bảy? Có rồi ha, rồi.
không? Có đã không? Có. Lâu lâu cỡ con vợ rồi đi vậy chơi vui chứ. Ba vậy là hôm nay cha xuống dưới đây là cha uống cà phê ăn ở đây uống đã. Dạ dạ. Đèo thứ tư nhỏ thứ năm còn nhỏ thứ sáu thì ở trên An Giang vài bữa về. Dạ nó gặp tôi nó biết là cũng biết được không quá trời đó tụi nó chúc không. Hồi ngoài là tụi nó còn đi học phải không? Còn học. Cảnh quê hương châu bò đúng rồi cảnh quê hương rồi bây giờ má với bà hai vợ mình tiến đồ ăn xong rồi qua đây uống nước chung với cha với bạn của cha luôn. Rồi thím ma bảy khỏe không hả chú? Nhất hả? Khớp. Bà hai uống gì bà hai giờ? Bà hai giờ lớn tuổi rồi mày khớp. Nhất bà hai uống gì? Ủa bà thấy không? Tiếng thấy cái giọng phải hả Tiên? Bữa tối đẹp lắm không anh? Rồi bà hai uống gì? Rồi thấy nguyên vàng đèn là thấy có lý rồi. Má uống gì má? Má uống phê đen. Không uống phê đá. Uống phê sữa đi. Trời đen đá không chịu đâu nha, sữa. Nhiều sữa ít nha. Nhiều sữa ít má. Đừng có để đường. Dạ không lấy được. Đâu lấy được. Sữa đâu lấy được. Rồi tiếng rồi con uống gì tiếng? Bột cá thôi tao bắt thêm nè, tao bắt thêm ra bắt giết mà ở dưới Cà Mau mà lại sợ tao luôn vậy hả cha? Mấy bà nói thôi chồng ngu quá bắt đủ ăn rồi cá là bắt giết sợ luôn hả cha? Sợ hết cá luôn bắt rác vậy làm lộn mới lắp để mình xem mặt này nè. Lúc làm lộ rồi là vẫn còn cái mương bà vậy hả? Dạ còn cái mương đó chưa lắc hả? Chưa. Cái lót hay chứ? Lót vậy đi, chưa xong á, đẻ hoài luôn đó. Cái ngưng xong cái lúc cái đỡ ra đẻ nữa. Không có đẻ ra hoài hả? Đẻ hoài. Làm con cho được á, đẻ hoài. Nếu của con là tại khai trương bán từ từ thôi chứ chưa xong á đó. Còn mua cái này kia gắn là đủ thứ tùm lum hết trơn á. Từ từ. Vậy đó làm mà đẻ quá trời đẻ lột lành lành đó. Đâu chưa gấp đâu đẻ ra. Mới bắt nó nghe luôn. Này bỏ chừng mấy chục triệu ra gan ra. Giờ có quán bán gai được rồi. Không được. Con cái nó lan ra rộng quá, không lẽ cái trò nhỏ xíu kỳ quá. Làm luôn cái đầu đẻ ra tiền quá trời. Làm mình thấy con cho được á. Đẻ rồi hoài. Thế bữa nay em còn đi đặt cái này cái kia để dán nó nè. Mà hồi đi lấy nè. Để xong rồi đầu mà mua tivi treo nè. Chưa có tivi hả? Chưa đó. Đang chín á. Mua cái tivi treo nữa cho người ta coi. Năm mươi mấy inch mà có 8 triệu mấy. Rẻ quá trời rẻ. Nó giảm. Ông nghe nó giảm tùy theo cái thương hiệu nữa nha. Sony không giảm nha. Dạ, đúng rồi. Cái của con Sony không có giảm. Sony nó mắc hơn mấy kia. Đúng rồi. Hãng mấy cái thương hiệu không có giảm gì. Tiếng không có giảm gì. Dạ dạ, Sony xài bền hả chú ơi? Sony với nghe nói trước đó nữa là Samsung. Dạ dạ. Cái lỗ nào bền nó đâu có cái lỗ mà không bền đó nó mới giảm. Không có tên tuổi á. Xài cũng được nhưng mà nó không bằng mấy cái Sony gì thôi. Sắc nó là
đưa hai cái nó kề nhau, bữa đi coi mới biết. Sony là cái hình ảnh mình của nó sắc nét, đúng rồi, nó đẹp, nhỏ. Mình coi mình kề vô hai bên mình không thấy là. Dạ. Mà chỉ thấy chiếc điện thoại là lúc hồi đó lúc mà cái chồng điện thoại bật ra ha, Sony là cái hình ảnh của nó là đẹp cái nắp luôn á. Mà nó ra mở con lộ này dân mới đỡ, không mở sợ thua luôn á, cũng như đường cũ mà lần nữa. Nơi mình ở đây á, mà mở đi vô lộ là ngon. Có giao phóng mà cả 50 năm rồi cái đường cũ cũng còn y gian rồi. Nó đo hoài đó nghe, nó dẻ mới, đo hổm dẻ, sơn đỏ nó mở hết đó rồi. Thì trên giấy tờ là cắt cho mình là vô lụi á. Còn cái nhà yến trong đây như vô tới đây chưa? Vô cái dân cổng nha. Là ngày 21 cái đó là cái dòng xây đó. Nghĩa hả? Dòng xây á. Bắn đường lớn, mình lúm chứ. Nếu mà phóng ra đường lớn nữa thì đỡ. Sau này mà con là con nhỏ. Sáng nhỏ vợ sáng nhỏ là mà con nhỏ gì ta? Có con dạy học dạy ở dưới á, trời con đâu biết phải chừng mà cô giáo con tiếng đó. Cô con tiếng ở dưới á, bữa nói ra cái hỏi ở Vĩnh Long cũng mà hỏi ở đâu cũng hỏi ra trời nó trời bà con luôn hả? Vậy mà ở mười mấy năm trời không biết. Tới chừng rồi phải đi rồi mới biết. Coi cái bà cái gì em hai tiên nè. Diện, diện, năm diện. Ở bên mà ăn hương cái chỗ ngã ba, ngay chỗ cua, ngay chỗ kế hai do á là ở ngoài nước lạnh nha. Ở ngã ba nước lạnh ở dưới á, mà bà con dưới ở kế hai do mà dạy tiếng luôn á, đâu biết do bà tâm lý đi cái hỏi về đâu, cái nói về Vĩnh Long, cái nói hỏi thăm ra nó trời ơi chị là cháu của hai tiên nè, nó trời ơi vậy hả bà con, có biết đâu cháu ruột của hai tiên. Cô Ngọc hả? Ừ. Vậy sao? Bà con mà đâu biết. Cô à, Ngọc mà. Dạy bé Như lớp 1, lớp 2 gì nữa. Mà đâu có biết đâu. Rồi tới mình sẽ ăn một tô hủ tiếu bự xà bá. Rồi xin chào ông bà cô chú anh chị em nha. Mời cả nhà ăn sáng với mình nha. Mình chọn ăn món hủ tiếu ở đây chị bán nhóc món luôn. Hủ sáng này mới nãy nghe chị nói là chị bán về hủ tiếu, rồi bún riêu, rồi nui, rồi bánh canh nữa. Nước súp của quán chị Lộc ăn nãy giờ mình thấy ngon nha, đậm đà. Ở sớm rồi đó gặp chị Thiên Ngang rủ chị Vũ uống phê. Uống phê chị Tư, chị Tư uống gì? Uống phê đi, phê sữa đá đi. Uống phê đi chị ơi, kêu phê á. Uống cái nhà khác cái khác. Vậy ủng hộ chị đi. Ủng hộ đi. Ủng hộ chị Lộc đi. Ủng hộ mà bà cứ tình sữa ha, phê sữa ha. Không uống ra tính 10.000. Quên. Bây giờ phê sữa ta nè. Để ngồi ngồi là 10.000. Em đã đi quá không hiểu. Không hiểu gì. Chị vui. Giờ bắt đầu hiểu đó.
ngàn nữa bà. Con nói nè, con nói anh Tư, sao con thấy Hường nó mua ở nhà mà nó làm cái gì mà toàn em bé. Để dòng dòng không làm gì vậy? Ừ, em không có biết thiệt. Cái chữ em ăn trước đó, cái bản đó chị. Mà chị đâu có nghĩ con gái của anh năm rồi. Ông nói gì nè, ông nói đâu có biết là nó làm tóc của ông ta, làm mặt không? Dạ không, em chụp hình đúng không ạ? Em ơi đây nè. Dạ. Rồi cái con nghe chị mới đi hợp chị tính. Anh ngồi xích bên chị Tư đi anh. Đứng bên đây chị Lộc ngồi. Anh ngồi đi, anh ngồi bên đó đi. Chị Lộc ngồi đi. Chị giải nói gì nói gì nữa. Sao? Chị đi ngang chị nói cái gì nữa, làm gì anh Tư để em bé không mà không biết nó làm gì. Nói khi nào gặp cái thường mình hỏi. Rồi thôi em mời em quay cà phê lên đi. Uống đi chị. Dạ. Chị Tư này là hồi đó ở gần nhà mình ở trong ruộng ngày xưa. Hả? Nay sáng đi ăn sáng gặp bà con ở xóm ngày xưa. Có tới miệng luôn á đó chứ. Ngoài đồ đâu mà xa. Chị vô công nhận thiệt chứ chị không nghĩ là chị gặp cưng. Lấy chạy ngàn nó, ủa sao giống chị Tư dữ vậy ta. Chị nói đây bữa nào chị ghé chị hỏi em á. Chị hỏi coi cưng làm gì, đặng chị biết chị ghé chị làm. Rồi uống bữa nào nói cho bộ lông mi. Chị Tư, bữa nào ghé em nói cho bộ lông mi. Chóp chóp rồi về, chóp chóp rồi cưng nói. Thì em mới nói. Nói về chóp chóp chổng hồn chơi. Nói chơi, nói về chồng ghen biết sao. Mình đi ra đường mình gặp ông nào mình cũng phải chết vậy chứ. Mấy ông con mắt mình nó nói luôn mi người ta đâu có hiểu. Đúng rồi, chị. Đúng rồi. Ngon phải chớp chớp. Rồi cái người này về nói kia ở mày nào tôi thấy nhỏ nó mặt tôi nó chớp lia lịa. Thấy mình cũng khổ cái điều đó nha. Cái nào mình nói cho đúng mà chị thì cái tật chị mà bình thường chị còn chớp rồi. Dạ. Mà chị gặp ông nào chị còn chớp dữ nữa. Dạ với mới nói mì á nó hơi lạ lạ ngứa ngứa chớp hoài luôn hả? Mà lên xe bả nói ta cười giết mà người nào đấy nó đau bụng luôn nhé. Cười ngã cười nghiêng à. Có bà này đi vui lắm. Đi đi lên xe đi chùa. Ê, vui. Nó đi Gò Công á. Chắc không có chị. Gặp này đâu. Có gặp nó nè. Đã vậy. Bên bữa nữa nè, Gò Công Đông nè. Không. Anh đi năm đợt này không có đi Gò Công nè. Tôi đi là bà xui bà với mày chắc đi với bà xui. Bà ngủ đi. Anh Năm đi ạ. Ôi chết hồ rồi, vậy Năm anh đi à, anh Năm đi với bà xui kìa. Em nói cái tạc em không thì có nói mi, nó nói vừa vừa nó đẹp. À, cái con mắt của tôi nó cái mí nó sụp rồi. Tôi không biết rồi. Sao sụp rồi nhưng mắt đọc nó lộn mà đừng cái mắt chị cũng sâu. Em mấy đứa là trong nó làm má ban hết trơn. Chạy đi bây giờ ví dụ đi nhưng giờ bà Hai. Bà Hai ơi, nói cho bà Hai vậy. Bà Hai. Bà có đi nói mi không con chở bà đi. Được. Là con nói liền đó, con nói thiệt. Chị ơi, cáp độ này được nè. Nếu mà mình phải điện ảnh trước là nói cậu Năm. Nói cậu Năm trước. Cậu Năm vô quán của đằng đẳng á. Phải không? Bắt đầu là mối dữ lắm luôn. Dạ. Ngủ ông Bảy nè. Ông Bảy về, ông Bảy về. Đó, ông Bao Phi đồ đi nói cho mi. Dẫn bả đi mà dẫn ông Năm. Không, cái này là mình đường bà là nó xưa rồi. Bây giờ hiện đại là đường ông không à. Hai Phi ngủ cà phê nha. Đeo kiếm đen rồi nha. Tôi nói là mày để tao kiếm miếng vải rồi chải ra rồi để cái dĩa đặng mà thầy không có thầy hai câu bói. Ai cũng cười hết trơn. Thứng đủ cực đeo như mấy ông ngu nhé. Y gan nghe nha. Thằng Hai Phi nha. Mọi người hai chồng tôi ăn rồi sớm nha. Một phê lên ơi. Dạ nãy giờ vô đây sớm ăn sáng rồi. Rồi. Dạ. Bữa nào đi ra bà nói đi. Bà nói mi đi. Thiệt. Thôi nói về đây chấp tiếc không có cung nữa. Không nói cho tôi tụi tôi thì tuổi này làm như nó cũng hơi chớp nhiều rồi nha. Bởi vì nói
không nói mà nó còn chết. nó nói vậy cái nó chết tối ngày luôn à. Làm thiệt hả? Chị Lộc kêu gì chị Tư hả? Làm câu dụng cỏ hả? Bây giờ không phải chị vô miếng cà phê đi lấy trái đi. Chị được thôi giờ thôi em đi ông nội 11 ngàn. Lên lên giá miếng đi. Đúng rồi cho nó chẳng. Chị Tư em nghĩ chị ca cổ chắc cũng cao thủ lắm cho nên chị Lộc mới là yêu cầu á. Vậy hả? Dạ. Vậy ha. Dạ. Tự nhiên. Dạ. Vậy ha. Dạ. Dạ dạ dạ. Phải không? Nói chứ không cao khơi vậy là mất danh tiếng rồi sao lại ai mời mình. Trời cũng tính toán. Bởi vậy dạ dạ cho mà tài tử ca dạ mà nếu mà ta gọi là tài tử là không có nhìn mấy là gọi tài tử có nhìn má vô ngủ thiệt hả vô ngủ. Bây giờ chị thôi trong khi chờ đợi cái thùng á, chị có thể giới thiệu sơ sơ là chị chuẩn bị chị ca cái bài tên tuổi gì không? Đó, chứ bài ca cổ em cũng biết nhiều bài lắm nha. Soạn giả Diễn Châu là em biết là cái bác soạn giả Diễn Châu á là em cũng biết được nhiều bài lắm á. Bây giờ sao tự nhiên chị cũng đi show nhiều quá vậy? Nó bất tử vậy. Kêu động sức phải không? Nói sao? Run quá. Uống miếng cà phê lấy bình tĩnh lại. Uống cà phê đặng cho nó vững tinh thần lại. Rồi. Rồi không có thùng ra tới đâu rồi. Trời ơi. Không có chuẩn bị trước, thành thử ra thì hay dở bà con cũng thông cảm nha. Yên tâm đi. Trời ơi, cái này cái nhà lá vườn là nhưng mà chị Tư dự tính cả bài gì mình giới thiệu cái cây. Nhạc hay là cổ nói đại đi. Cổ đi. Cổ không? Quốc bản cổ lá trầu xanh đi. Dạ, lá trầu xanh ha. Rồi trong khi thời gian chờ đợi nè, đó bên đây em đang nhìn thấy là chị Lộc chỉ đang vô pin. Thì bây giờ mình thử cái mình vô cái hò ha là vô đi, mới vô mà vô bốn câu gì? Thường thường ca cổ em nhớ có bốn câu gì ta, bốn câu nói lối gì đó. Đâu chị vô đoạn này nói lối lại gì là chị ngâm á đó mới vô chị ngâm dạo cái này phải vô thùng rồi chứ tự nhiên chị ngâm là có đờn vô rồi mới vô ha. Vậy ha. Dạ. Nhưng mà cái bài đó bài ruột chắc em nghĩ chị cũng thuộc đoạn phải không? Chị nhiều lắm. Đâu chị thử vô em tăng chị vô một đoạn rồi. Cái nào mà thuộc lời á? Tăng chị vô. Hồi nào giờ chị chưa có vụ này. Dạ. Em bây giờ em thuộc lời cái bài nào em đây. Đó vợ em tự cứ ngâm đi, chị nhiều cho chị rồi đó. Hả? Dạ cái này tiếng. Đâu em làm lại một câu đi cho chị vô rồi. Trời ơi nói tới vợ em cũng túng tiễm luôn kìa. Em thuộc cái nào?
thương nhau cao bộ làm đôi miên, một lá trầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi buổi chiều về tan buổi chờ, em còn hoài vọng bóng người thương. Hay 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 hay, vỗ tay. Chị Tư ơi, chị mới ngân nga thôi là em thấy quá im rồi đó. Chị còn nói ốc mà. Không, vậy hả? Nó rung rồi đó. Chị Tư, rung mà ca vậy là có lý rồi, tiếp tục. Đại, mở lên kìa. Mới lên. Anh hứa cho em khi tội mình non duyên nên nở, thì một lá trầu xanh cũng đơn giờ hay quá. Cao thắm trầu xanh em thêm lượng thêm nồng, cứ mỗi sáng em đem trầu ra chờ, trên con đê dài thon thót đôi chân. Hay quá. Dạ, vậy là đợi chị Tư đợi chút xíu nữa chữ lên ha. Chị Tư ơi, đợi chút xíu nữa chữ lên, nhưng mà chị càng nhiều đó là em khoái rồi đó. Dạ, hay rồi đó chị Tư ơi. Dạ, thường cái gì người ta gọi là đột xuất gì vậy mới là hay, vậy đúng không? Dạ, vậy mới hay ha cô ơi. Dạ. Dạ. Thì một lá trầu xanh cũng nên giờ bây giờ em chuẩn bị về, chị cá ăn đoạn nghe chơi chị. Tư cài cho chị Tư á. Rồi, vậy được rồi em ơi. Hẹn tuần sau đi. Dạ. Rồi, vậy con cảm ơn chú Tiến nha. Rồi, chị Đậu ơi, em về chị Đậu ơi. Rồi, về chị Tư ơi. Dạ. Về luôn cô Mười ơi. Dạ. Dạ, chào chị luôn nha. Đá trống lên đi bà.
lại gì mắm ngon nha. Chị mắm mới mua nãy đó. Rồi, rồi em đừng nói nhớ lại kỷ niệm năm xưa nữa nha. Ngày ngày phải là ăn nhiều mắm ngon lắm á. Ừ, ngày ngày xưa á, cái dưa mắm này là ăn với cơm là khoái luôn á. Bạn có thử dưa mắm giờ bạn ăn với phải là ăn dưa mắm này ngon lắm. Con thật tự. Mẹ nè, qua cho ăn đi hút thuốc. Từ mà chị Tư hút thuốc mà đạt trở đi đó. Dạ. Con mẹ. Dạ. Dạ hả? Đem xuống mấy trái đó. Dạ. Em lấy dao gọt cái đi. Bút sen nữa nè. Đặt mua bút sen nè. Rồi khuyến mãi à, khuyến mãi. Dạ cha về khỏe, bây giờ chờ cha về, còn mẹ ở lại mình bấm nguyệt tiếp. Bấm nguyệt rồi hôm nay cái lưng của má bớt nhiều chưa má? Bớt nhiều rồi. Dạ. Đi mà chùa hôm qua tao đi bộ cả 2 cây số thì nó mà tao đi không nổi á. Vậy ha má. Dạ vậy tiếp tục nữa. Ừ. Cái đám mướp nó xè không rồi đó quá trời, lát chiều cho nó cắt mình quá trời cái đám mướp quá nè. Ừ. Đây đi vui ha. Dạ. Quá vui luôn, về quê xưa của cha mẹ quá vui luôn. Đi đào con trái một hả? Con trái rồi, để cắt vô ăn luôn. Nó chắc lớn rồi đó, để con đi lấy cái. Trời ơi, ở trên Út Đạt gì nghe nói mười mấy trái luôn rồi đó má. Dạ, chiều chiều đâu có ăn đâu, cắt. Già mới. Không, già mới, để mới đi, nó bự một chút nữa. Bự chút nữa hả, nó già rồi. Ừ, già không già đâu. Bữa nay mấy dây mướp nó cắt hết luôn. Để sợ. Không già đâu. Mày bây giờ mày cắt mày chưa ăn, mày cắt mày chơi, mày để mới đâu ngon. Ừ, ăn cắt cho ăn liền nó ngọt. Để nó để đi. Ủa, có để thùng lùm sợ rồi gắn. Ghê quá. Cắt bỏ đi chứ để cho bộ que nó mới lên được. Bộ que nó ngồi lên, mới cắt không trồng bộ que nó được. Để hả? Chưa ăn trái bao nhiêu cắt bỏ ủ. Bỏ hết trơn, không cắt hết trơn. Bỏ rồi. Y có trái đậu que già kìa. Đó là để cho đậu que nó lên. Để mốt con chồng đâu que trái bò lên nữa. Mày cắt cái khúc dây ở dưới này bò lên thì ở trên kể nó tự nó khô. Dạ. Ừ, khỏi gịch xuống chim. Để nó tự rồi tự nó khô. Nãy giờ cắt bên kia chống lỏng. Thôi đâu que mấy trái luôn bự cành bên kia kìa không? Chùm chùm trên đây nè. Coi chừng đứt dây nó bò đâu que đó. Có được mấy trái cà nâu à. Ờ, trái cà tím bên đây cũng được trái nữa nè. Tím cà xanh. Dạ. Mua 2 cây tiếu thiệt. Vợ con mua 2 cây cà nâu, mẹ nó ra 1 cây tím, 1 cây xanh. Bây giờ là tới ăn trước Tết rồi đó. Để ngang chồng lại nó kẹt chồng bắt Tết, nó kẹt chồng vô chậu rồi đó. Có chồng lấy giống từ chị Vinh về đó má. Giờ mày nấu nước đồ uống má. Có canh hết nè. Ừ. Chút dồi á, ăn nó bổ phổi á. Trước con nấu nước với chừa. Trời ơi, dịch giác này nó về đó hả? Về đó. Video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn ông bà cô chú anh chị em đã xem ủng hộ cho gia đình mình. Xem video thấy vui thì cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.